Vâng, em xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người nhé. Em lại tiếp tục trở lại cùng các bác và mọi người qua một số cái mã giày second hand. Trong clip này thì sẽ có rất là nhiều đôi ở cái tầm size chân rất nhỏ như là size 39 và 40 các bạn. Đôi đầu tiên lên là một đôi công sở các bạn. Đó, có màu vàng bò. Cái phần đế da cao cấp này người ta thiết kế và khâu cả lên phía trên mũ giày các bác nhé. Đó. Cho nên là nó tạo cho đôi giày một cái phong cách rất là độc đáo. Mặc dù là phong cách giày buộc dây hay còn gọi giày tây. Với những cái mẫu giày như này các bác có thể sử dụng vào việc phối với những chiếc quần jean các bác nhé. Những chiếc quần jean thì sẽ luôn rất là phù hợp với những cái mẫu giày như này. Đôi này thì đến từ thương hiệu Mitsope và Hàn Quốc các bạn. Một thương hiệu nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc. Đó, cái phần lưỡi gà này người ta sẽ thường thường giày tây phần lưỡi gà người ta sẽ hay may. Đó, may chết luôn. Đó. Với cái phần trên mũ giày này đó, người ta thường là sẽ như thế, thường thường những đôi giày tây là như vậy các bạn. Phía trong lòng giày đây có màu xanh da trời, chung là giày khi mà lên form thì nó sẽ đẹp hơn các bạn, chứ còn như bình thường em cầm những đôi giày mà chỉ lên form tạm thời bằng giấy khi mở thùng ra thì trông sẽ rất là tệ. À, các bác có thể thấy phần gót rất là ok, hiệu Mitsope, đế da cao cấp, khâu khâu út ria. À, này là khâu út ria, khâu bên này và khâu bên này đã dán chống trượt qua sử dụng. Mã là 209 các bác nhé, chiều dài chân là 255 này, tướng size 40,5, 360k. Mã nào cũng vậy, nhà em chuyển khoản đủ với bao ship các bác. Tiếp tục lên cho các bác một mẫu giày có chân, size chân khá là nhỏ. Đối với mẫu giày này thì các bác cũng có thể phối với nhiều loại quần như là quần jean, quần vải, quần kaki hay là quần thô đều phù hợp các bác nhé. Đây là phía trong lòng giày các bác này, chất liệu da bê non, đôi giày thì rất là chắc chắn, mà không những chắc chắn mà chắc chắn là các bác sở hữu các bác sẽ còn đi lâu dài cái đôi này vì nó rất là bền bỉ luôn. Những cái đôi giày như này cực kỳ bền bỉ. Đây là tên hiệu của nó đây, hiệu Goro các bác này. Đó, hiệu nó dập ở đây, Goro. Cái phần chữ này thì rất là nhỏ nên là rất là khó đọc các bác, chỉ đọc từ tên hiệu ở đây thôi. Đó, đế của giày ấy thì sẽ là theo phong cách đế Komondo các bác nhé, đế Komondo của cái thương hiệu chuyên làm đế giày nổi tiếng thế giới đó, thương hiệu Vrom. Ở phần này thì có cả chữ ý này các bạn, và chữ ý những đôi giày này thì em không có check được là nước nào sản xuất luôn, không check được nhé, không check được, chỉ biết là ở dưới phần đế thì có đề ký tự chữ ý đây, không check từ nước sản xuất. Mã là 212 quá này, size chân các bác từ 39 đến 39,5 là sẽ đi vừa này. Đó, size chân rất là nhỏ luôn ạ, 360k cho đôi này.
lên một đôi giày sản xuất tại Ý. Đó, một đôi giày sản xuất tại Ý. Giày lười. Chất liệu là da bê non. Thương hiệu giày thì là thương hiệu của Mỹ nhưng mà được sản xuất tại Ý các bác nhé. Ngay phía trong lót giày. Giày này là của thương hiệu Forsim này. Nhưng mà được sản xuất tại Ý các bạn. Đó, ở phần bên này. Đây. Made in Italy các bác nhé. Lót cũng vậy luôn. Đó. Đó, phần đế cao cấp quá nhá. Phần gót này người ta dán đế này. Vừa dán lại rất đẹp. Có lẽ là dán lại xong là đi chưa lâu đâu. Đế thì đế da cao cấp. Phần này dán đi chưa lâu. Mã là 206 á. Size của Mỹ. À, size của Anh ấy, size của Anh Quốc là size 8. Còn size mà người Việt Nam có thể đi được là size 42,5 các bác nhé. 360k. Sản xuất tại Ý. Có lẽ là em sẽ lên form cho nó. Đợi một chút. Lên form là nó sẽ khác ngay các bạn. Đó. Trước mắt các bác là một đôi công sở màu nâu. Chất liệu da thật thì hãng người ta thường xịt phun sơn các bạn, người ta sẽ phun sơn. Đó, cho nên với những đôi này các bác không có đánh xi đâu. Khi các bác sử dụng các bác không cần đánh xi nhé. Cứ như vậy mà dùng rất là chất luôn, rất đẹp đúng không các bác? Đó, một đôi rất đẹp đến từ thương hiệu Soda Home này. Đó, thương hiệu nổi tiếng Soda Home. Phần đế thì cũng cho thấy đây là một đôi giày thuộc dòng cao cấp các bạn, thuộc dòng cao cấp. Còn mũ giày thì các bác sẽ không có phải buộc dây nhé, vì người ta đã cố định dây thun, nên các bác xỏ ra xỏ vô rất là dễ, thì nó cũng gần giống như kiểu giày lười các bác nhé, rất là dễ và tiện dụng luôn. Đây là phía trong của giày. Đó. Mã đôi này sẽ là 2 205 các bác nhé, 205. 260k, à size 260 là chiều dài chân của nó. Size 41 này. 350k cho đôi này các bác nhé. 350k. Chuyển khoản đủ em giao lưu bao ship các bác. Một đôi công sở màu đen đến từ thương hiệu Espendor. Đây là một đôi công sở nói là cũng rất là đẹp mắt luôn. Tuy nhiên thì em vẫn cứ phải lên form, không lên form cái giấy kia thì các bác sẽ không thể nào thấy được hết cái vẻ đẹp của nó. Đó. Rất đẹp luôn các bác nhá. Đôi này thì phần lưỡi gà của giày cũng được người ta may ăn chặt với cả cái phần mũ giày rồi. Đây này, phần lưỡi gà đây này các bác. Đó, như đôi giày tây thường sẽ là hết đấy, người ta sẽ may thế luôn chứ không phải là
giống như là mấy cái giày Tây mà do người Việt Nam ta đóng rồi bán ở ngoài thị trường, hoặc là cấp cho tướng tá gì đấy, cấp cỡ bộ trưởng thì cũng không thể ăn được những đôi này các bác. Em thì làm bên tổ chức sự kiện nhiều hay đi phục vụ nhiều các kỳ cuộc thì em đánh giá là ở tầm cỡ lãnh đạo như là bí thư hoặc là chủ tịch các huyện đi dự các cái kỳ cuộc quan trọng các bạn, thì họ cũng chẳng bao giờ có được đến có những đôi giày đẳng cấp cỡ như này đâu, chả bao giờ thấy luôn. Thì hay làm sự kiện nhiều em biết mà, lại là người mê giày nữa, xong giờ lại bán giày, cho nên là em biết hết. Ở tầm lãnh đạo như bí thư chủ tịch các huyện đi dự các kỳ cuộc lớn, đi mấy đôi công sở, chả có đôi nào có thể ăn được cái đôi như này các bác, không có đôi nào ăn được cái đôi như này luôn, quá là chất. Nói chung là một người mê giày các bác, cho nên là về kiến thức giày thì cũng biết kha khá. Nếu mà như mà là lãnh đạo hoặc anh em công chức nhà nước am hiểu giày một chút thì họ sẽ biết đại đa số những cái đôi giày mà của họ mang đi lượn qua trước mắt em thì không thể qua mắt em được, nhìn phát là biết ngay đó. Hiệu Espendor, các bác có thể xem phần gót này, khâu Goodyear này, cũng là thuộc dòng cao cấp, cho nên là người ta sẽ có những đóng những cái miếng táp bằng kim loại rất là đẹp, rất sang. Mã của đôi này là 215 các bác này, chiều dài chân là 255, size chân là 40,5 bác nhé, 370k cho đôi này đó, 370k. Tiếp tục là một đôi công sở nữa, đôi này đến từ thương hiệu Encanto, một đôi công sở đến từ thương hiệu Encanto của Hàn Quốc. Đôi này người dùng rất ít cho nên là nó còn rất mới, và đặc biệt là size chân của nó rất nhỏ, size chân rất nhỏ. Nhìn phần gót là mọi người có thể biết là họ có dùng nhiều hay ít đó. Ở trong lót này hiệu Encanto đó, phần đế như này thì mọi người biết là người ta xài rất ít luôn này đó, xài chưa lâu đâu. Chất liệu thì là da nhé các bác nhé, không phải da thì em nói là không phải da. Mã là 213, size chân rất nhỏ, chiều dài chân chỉ có 245 thôi, tương với size 39 đó. Size 39 thậm chí có những bác mà chân bề dày chân mà hơi dày một chút đấy, thì kể cả size 3, size chân của các bác thường là đi 38,5 thì vẫn đi vừa với này các bác nhé. Đó, 38,5 39. 350k cho đôi này. Còn rất là ok luôn. Lên một đôi lười đến từ hiệu Rockport này. Đôi này thì có màu nó cũng không hẳn là màu đỏ đun mà cũng không hẳn là màu tím các bạn, nó lưng lửng ở cái màu ở hai cái tông màu đó, thôi thì gọi nó là màu nâu cũng được bác nhé, rồi em cứ gọi màu nâu thôi. Đó, một đôi đến từ hiệu Rockport Adidas này, đế thì không kêu được và rất nhẹ, đế xốp không kêu rất nhẹ luôn. Đây phần đế này, phía trong của giày thì người ta đã thay bằng một cái lót khác rồi, không phải là lót của hãng Rockport đâu, thay bằng hãng
cái lót của hãng Xico. Rồi size chân cũng rất nhỏ, mã là 208 này. Chiều dài chân 250, size chân 39,5 đến 40 đi vừa. 360k sản xuất tại Brazil, Nam Mỹ, xuất qua thị trường Nhật Bản. Thêm một đôi công sở nữa, cũng size chân cũng không quá là lớn, size chân 41, đến từ thương hiệu nổi tiếng số 1 Nhật Bản, đó là hiệu Zigo các bác nhé, hiệu Zigo. Cái thương hiệu này thì họ đóng giày dù là bất kể dáng giày gì thì chất liệu da của họ đều rất tuyệt hảo luôn các bác nhé, thượng hạng, phải nói là da thượng hạng mới đúng. Vì họ sản xuất ra những cái đôi giày hoàn toàn thủ công bằng tay và trải qua rất nhiều khâu đoạn công đoạn để hoàn thành được một đôi giày. Cho nên là những đôi giày của họ không bao giờ là rẻ cả. Chất liệu da thì các bác an tâm khi sử dụng những cái giày của các thương hiệu này. Chất liệu da chỉ có thượng hạng thôi. Phần đế này. Hiệu Zigo. Mã 207, chiều dài chân 260, size 41, 360k, chiều khoảng đủ bao ship các bác, đôi Zigo nhá. Đây một đôi size chân nhỏ cho các bác này. Đó. Đôi này thì có tên hiệu là Richard các bác nhá. Đó, tên hiệu là Richard. Chất liệu da thì quá là chất luôn nha các bác nha, bác nhìn thì các bác có thể thấy được không, chất liệu da kỳ chất luôn, dành cho những bác có độ tuổi từ trên 50 trở lên thì sẽ hợp hơn cái dáng giày như này đó. Ở cái phần này này, phần này kép các bác nhé, phần này để kép này đó. Đế qua sử dụng nhưng mà vẫn còn rất ok đúng không các bác? Đó. Đây em lật như này, phần đế kép đây của gót giày có chữ Canada các bác nhé, đó Canada, Vương quốc Canada. Nhưng bên trong lót này, trong lót thì sẽ có biểu tượng cờ Anh này, đó và bên dưới là có chữ England. England là Anh quốc ấy. Và ở phía dưới này có hàng chữ bằng tiếng ghi bằng tiếng Anh là All handmade, có nghĩa là sản xuất hoàn toàn bằng tay các bác nhé. Tức là giày giày quý ông sản xuất hoàn toàn bằng tay. Đó là tất cả những cái thông số rất thực tế mà người phương Tây người ta sẽ thường như vậy. Đôi này có thiết kế gót cũng khá là cao. Đương nhiên rồi, size chân nhỏ như này thì dành cho những người có chiều cao khiêm tốn, cho nên là họ sẽ thường thiết kế cái phần đế nó sẽ cao, thậm chí là sẽ có những đôi người ta còn độn cả đế các bác nhé. Đó, đây là một điều rất là dễ hiểu thôi. Đó, mã là 217, chiều dài chân 250, size 40, 360k các bác nhé, 360k từ này. Lên một đôi sneaker da cổ lỡ. Đó, một đôi sneaker da cổ lỡ cho các bác và anh em. Chất da đôi này thì rất mềm mại luôn. Chắc chắn là chỉ sử dụng chất liệu da da cừu hoặc là da dê hoặc là bê non thì nó sẽ có chất lượng da rất mềm mại. Đôi sneaker cổ lỡ này thì sẽ được khâu viền xung quanh rất chắc chắn rồi, để mọi người an tâm mà sử dụng luôn. Đó. Một đôi sneaker cổ lỡ cho anh em. Đó, đến từ hiệu
thai me này, đó có chữ đây, thai me. Ở trong phía trong lót thì còn nguyên, đó, nguyên lót của hãng nha mọi người. Rất chất cho bác nào hoặc anh em nào dùng đôi này phối quần jean thì tuyệt tuyệt đỉnh luôn rồi, quá chất luôn. Mã là 202 này, size 41 đó, chiều dài chân 260, 310k, giá thu hồi vốn nhà em nhé, chuyển khoản đủ bao ship, giá thu hồi vốn nhà em, sản xuất tại Myanmar xuất Nhật ạ. Lên một đôi lười đó, đôi lười có màu rất là đẹp luôn đó, các bác thấy màu đẹp không, ấn tượng không? Được thiết kế khuy khuy chạy song song hai khuy, cực đẹp, đánh giá đôi này rất đẹp luôn. Phía dưới của giày này đó, đế còn ok không bác, đế còn ok này mà người ta đi rất ít thôi đó, nên đế của nó rất ok. Đây là phía trong của giày và đây là sản phẩm của thương hiệu giày đến từ Hàn Quốc, đó là hiệu Romantic Mob đó. Thương hiệu này ngày nay cũng được sản xuất ở Việt Nam và xuất qua thị trường các nước và cũng được nhiều nước đón nhận ưa chuộng cái thương hiệu này bởi kiểu dáng cũng như chất lượng của họ càng ngày càng khẳng định được trên thị trường. Mã là 218 này các bác này, đó, size chân cũng rất là nhỏ nhé, chiều dài 250, size 39,5 đến 40 mang vừa, 340k cho đôi này. Một đôi công sở đến từ thương hiệu nổi tiếng của Pháp. Các bác nhìn thấy đôi này màu đẹp không? Đôi này màu xanh đen các bác nhá. Màu xanh đen rất đẹp, bóng sang. Đó. Đây là không lên form các bác nhá, lên form cho chuẩn dáng của nó thì các bác sẽ thấy nó đẹp mê ly luôn cái đôi công sở này. Nói chung là cũng thuộc dòng giày hạng sang thì nó sẽ có kiểu dáng như này, đến từ thương hiệu nổi tiếng của Pháp, đó là hiệu Juti này, hiệu Juti nổi tiếng của Pháp nha. Đó ở dưới chữ cái lót này sẽ có chữ Paris này, Paris đấy, Paris. Đây. Phần gầm giày đế thì cũng cho thấy đây là một đôi giày hạng sang, kiểu dáng và màu sắc của nó đã nói điều đó rồi. Đó, mọi người có thể thấy màu xanh đen cực đẹp luôn, quá chất luôn các bạn, cực kỳ sang trọng. Mã là 214 này, chiều dài chân 255, size chân 40,5 này, 40 đến 40,5 mang vừa này, 370k cho đôi này nhé. Đây một đôi giày đến từ một thương hiệu của người Ý. Một đôi giày đến từ thương hiệu của người Ý. Chất liệu da là da bò các bác nhá. Da bê non ấy. Chính xác là da bê non thì nó sẽ mềm hơn. Da bò thường sẽ cứng. Da bò người ta thường hay sản xuất những cái đôi giày bảo hộ hoặc là những đôi bốt hoặc những cái đôi công sở giày lười như này thì người ta sẽ thường sử dụng da bê non, da cừu. Đó, đây là phía trong của giày. Lót còn nguyên của hãng các bác nhé. Đến từ thương hiệu Bruno Marquis. Đó,
một thương hiệu của người Ý. Nhưng mà đôi này thì được sản xuất tại Indo các bác nhé, thương hiệu nổi tiếng của Ý nhưng sản xuất tại Indo. Chất liệu thì cũng là chất liệu cao cấp thôi, bởi vì đế da khâu riêng, đã dán chống trượt nhưng các bác an tâm mà sử dụng luôn ạ. Sản xuất tại Indo. Đó, cái phần này nó dính cái gì ạ? Mã là 211 các bác này. Chỉ là chân 260, size chân 41 này, 360k, sản xuất tại Indo, xuất Nhật. Thương hiệu của Ý. Thêm một đôi giày công sở đến từ một thương hiệu của người Pháp tiếp này. Đôi công sở này cũng có dáng rất đẹp và sang. Đó, những cái dáng giày này thì rất sang các bác nhé, rất sang chân luôn. Đây sẽ là phần đế đó, với rất nhiều ký tự ở đây, ký tự thực ra chỉ là cái tên hiệu đó, Genoma, người ta sẽ in dập ở trên phần gót rất nhiều đó, Genoma Paris, dáng rất sang. Trong phần lót thì còn nguyên của hãng bác nhé, lót còn nguyên của hãng đây, Genoma, và dưới này có chữ Parisian, có nghĩa là người Paris đấy. Và đôi này lưỡi gà cũng được may chết một bên, rất chắc chắn luôn. Mã là 216 này, chiều dài chân là 265, size 42, 360k. Đó. Lên một mã nữa, đến từ thương hiệu của Nhật Bản, số 1 Nhật Bản, hiệu Jigo. Rất là chất luôn ạ. Đó, chả cần phải lên form đâu, ở những cái đôi này nó toàn là thương hiệu hàng đầu số 1 Nhật Bản, rất là VIP, không cần lên form mọi người cũng biết được cái giá trị của nó như nào. Đó, tiếp tục lại sử dụng đế của thương hiệu Virom nổi tiếng thế giới. Đế này hay còn gọi một tên khác, phong cách đế này gọi là phong cách đế commando nhé mọi người. Đó, phong cách đế commando. Một đôi Jewel rất đẹp, phía trong lót đây còn nguyên lót của hãng. Hãng này thì rất nổi tiếng bởi vì họ sản xuất giày cực kỳ bền bỉ, mà sản xuất giày công đoạn làm ra một đôi giày mất rất nhiều công đoạn và thời gian. Chính vì vậy những đôi giày của họ mua mới chẳng bao giờ rẻ một chút nào. Mã là 219 này, chiều dài chân 250, size chân 39,5 đến 40, 370k, chuyển khoản đủ bao ship các bác và anh em. Thêm một đôi giày lười có size chân rất nhỏ nữa tiếp. Size chân chỉ có 39,5 đến 40 thôi. Màu nâu, da bóng màu nâu, đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ, sản xuất tại Myanmar. Đây là phần đế của nó. Đôi này cũng dạng đôi xài lướt nha mọi người, xài lướt người ta sử dụng cũng không nhiều, không lâu. Đó, đến từ thương hiệu Hawking này, hiệu Hawking nổi tiếng của nước Mỹ.
chất liệu da của các cái thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới thì không bàn đến nữa các bác nhé. Đó, các bác, chẳng qua là các bác chỉ ngắm xem cái dáng này mình có hợp không, mình có thích không vậy thôi. Nhưng mà cũng không nên bảo thủ trong ăn mặc các bác. Có thể là mấy năm trước các bác sẽ chẳng bao giờ thích những cái đồ như này. Nhưng biết đâu một lúc nào đó các bác thử đổi mẫu, đổi kiểu đi. Thay đổi. Chứ mình không nên bảo thủ quá. Mình thay đổi phong cách đi thì nó sẽ rất là đẹp các bác nhé. Mã là 203 này, chiều dài chân là 250, size 39,5 đến 40, 370k, sản xuất tại Myanmar, xuất Nhật các bác nhé. Thêm một đôi giày lười cũng có dáng rất là sang đó. Phần mũ giày chất liệu da rất mềm luôn ạ, rất mềm và mịn và được người ta may may xếp đó, may xếp tạo thiết kế trên phần mũ giày rất là đẹp, cho nên nó đã đẹp rồi đương nhiên là nó phải sang. Đó. Họ thiết kế phần đế giày, phần gót giày các bạn rất cao luôn, rất cao. Đó, các bạn có thể thấy phía trong của lót giày đây. Tên hiệu là Dandy, Dandy Nara các bạn nhé. Đó, Dandy Nara. Đó, phía dưới này có chữ ghi bằng tiếng Anh handmade, có nghĩa là sản xuất cũng hoàn toàn thủ công bằng tay. Đó. Cho nên là cũng là một trong những cái đôi giày mà bán trên thị trường mà sản xuất bằng tay thì công đoạn của nó phức tạp và nó lâu, cho nên nó sẽ rất là đắt các bác nhé, không hề rẻ. Đó, đây sẽ là phần gót và gầm đế giày. Mã là 210 các bác này. Chiều dài chân là 250, size chân của bác 40, sẽ mang vừa 40 và 39,5 đối với bác có những cái có bề dày chân một chút, 39,5 cũng vừa. 370k, chuyển khoản đủ bác ship các bác. Đôi này thì các bác có thể ăn gian được chiều cao cũng tương đối nhá. Phần này em đánh giá chắc nó cũng cao chừng 4 phân hoặc hơn 4 phân luôn đó các bác. Đó, cho nên là ăn gian được chút chiều cao. Khi mà với size chân nhỏ này thường chúng ta sẽ không có chiều cao tốt. Đó, cũng rất là thú vị luôn ạ. Thêm một mẫu giày lười nữa, màu nâu da bóng, đôi này cũng rất sang ạ. Đôi này cũng rất là sang, đến từ hiệu Supen, đến từ hiệu Supen của Hàn Quốc. Đó, rồi thiết kế phần gót các bác thấy hay không? Đó, thiết kế phần gót rất vuông vắn luôn. Gót giày rất là vuông vắn. Đó. Phần gầm giày này. Cũng sử dụng ít. Trong lót giày có tên hiệu Supen Hàn Quốc và có chữ Premium. Có nghĩa là premium, có nghĩa là cao cấp đó. Dịch nghĩa là cao cấp mà. Đã cao cấp rồi thì chả có cái gì có thể cao hơn nữa đâu. Đây, cái phần này thì em cứ nghĩ là nó bị làm sao không phải. Nó chỉ là bám bẩn thôi. Đó.
ta có thể cọ đi được này, có thể cọ đi được trên cái nền, nó bám vào cái nền da bóng cho nên là cũng rất là dễ vệ sinh nhắm mọi người, rất dễ vệ sinh luôn. Đầu tiên em cứ nghĩ là nó bị rách, không phải, đó rất dễ vệ sinh luôn, bám chút thôi. Mã là 204 các bác này. Chiều dài chân là 265. Size chân của bác là size 42, sẽ mang vừa 370k cho đôi này các bác. 370k. Chuyển khoản đủ mã là cũng vậy. Nhà em sẽ vào ship cho các bác. Ôi, video của em tạm thời kết thúc ở đây ạ. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của nhà em nhé. Chào tạm biệt các bác.